xin giới thiệu các bác chơi cây. Tai gì mà nhật bên em mới về, cưa nhật đấy, rất là sắc bén, lưỡi siêu mịn nha các bác nhé. Lưỡi này chuyên dòng cho cây bonsai, lưỡi siêu mịn. Chiều dài lưỡi của nó là 24 cm nha các bác nhé. Cưa có thể gập lên gập xuống được, rất là chắc chắn, tiện lợi, gọn. Các bác nào cần thì liên hệ bên em nhé. Xin chào cả nhà nhé, hôm nay bên nhà mình lại về thêm được hai mẫu cưa tốp. Thì đây là dòng mẫu thứ hai là cưa tốp gấp nha các bạn nhé. Cưa tốp gấp cán đỏ, lưỡi của nó dài 16 cm, có thông số trên lưỡi cưa nha các bạn nhé. Dòng này thì nó là hàng thương hiệu rồi, rất là sắc bén. Đó, hàng tốp, nhãn hiệu cao cấp đấy, được rất là nhiều các bác ưa chuộng trên thị trường. Nay nhà mình mới về thêm được, số lượng cũng không phải là lớn lắm. Bác nào có nhu cầu về xỉ mẹ inbox cho mình nhé. Giới thiệu với cả nhà nhé, hôm nay bên nhà mình về được một ít cưa tốp xịn, số lượng có ít thôi. Hàng tốp xịn này hết là khá là lâu rồi, nhưng hôm nay về thêm được vài thùng thôi. Bạn nào có nhu cầu có thể inbox cho mình ngay nhé. Cái cưa tốp này lưỡi của nó dài là 35 cm, rất là sắc bén, rất là được nhiều bác ưa chuộng. Cái lưỡi này là lưỡi tốp xịn nhé, các bạn có thể thay thế này, lưỡi có thể thay thế được vào bất kỳ một cái lưỡi cưa nào được. Nhà mình về với số lượng ít, bác nào có nhu cầu inbox nhé. Xin giới thiệu với các bác nhé, hôm nay bên shop nhà mình về được hai cái dòng cưa mới, dòng cưa cong và thẳng. Đây là cây cưa thẳng nha các bạn nhé. Lưỡi của nó là dài 35 cm. Đây, sản xuất tại Đài Loan nhưng công nghệ của Nhật Bản, làm hoàn toàn theo công nghệ của Nhật Bản nên là cái lưỡi cưa này rất là sắc bén. Đây, được mở rồi nhé các bạn, chỉ việc cưa thôi. Đây là cây cưa thẳng, lưỡi dài 35 cm. Cưa cong này cũng lưỡi dài 35 cm nha các bạn nhé. Rất là nhiều bác hỏi các cái mẫu cưa cong, nhưng mà bây giờ nhà mình mới về được thêm đây. Bác nào có nhu cầu xỉ lẻ inbox nhá. Mình về số lượng cũng không nhiều lắm. Bác nào có nhu cầu nhanh tay ạ.